trọng nhất. Theo tôi thì câu số 4 trong các câu trên, tức là An sắp sửa tìm thấy em trai mình, là tình tiết quan trọng nhất trong bài ngày hôm nay. Một phần là vì nó tổng hợp những gì đã diễn ra, đồng thời nó cũng là tình tiết mở đầu cho những gì sẽ diễn ra trong phần tiếp theo. Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại phim và tiếp tục luận nghe với bài luận Ai nói gì? Who said what? Steve, the fruit seller, Sarah, or Anne? He works here, doesn't he? So where's he? He's usually pretty good. We'll go there straight away. How far is it? Chúng tôi đã giới thiệu loại hình bài tập này trong một số bài trước. Xin mời các bạn theo dõi kỹ và xác định xem ai trong số 4 người là Steve, the food seller, Sarah và Anne nói các câu ở cột bên trái của bảng. He's not here. Give me the photo, I'll ask. Excuse me, this way. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? This is his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. But it is him, isn't it? Please play it to him. Yeah, he will. This does look like our day, though. Look, it's similar. Thank you. So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where it is? I don't know. Just go there. We'll go there straight away. Straight ahead? Yes. No, I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. What's that? It's a cross. Trong đoạn phim ngày hôm nay, người bán hoa quả sử dụng một số từ và cách nói thông tục, colloquial language. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nói này trong phần sau của bài. Còn bây giờ xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn phim và kiểm tra đáp án của mình. Yes, mate. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? This is his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. But it is him, isn't it? Please say it's him. Yeah, he will. This does look like our day, though. I reckon it's similar. So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where it is? I don't know. Just go with it. We'll go there straight away. Straight ahead? Yes. No, I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Chúng ta tiếp tục luận nghe và tóm tắt lại nội dung của đoạn phim ngày hôm nay. Như trong một số bài học gần đây, xin mời các bạn theo dõi lại phim và điền vào chỗ trống trong bản tóm tắt của phim ngày hôm nay. When they get to the market, David is at the food store. The food seller says the man in the is David. The food seller gives them the where David lives. They there, but are followed by a. Chắc các bạn cũng đoán được từ they trong đoạn này nhắc tới ba người là Anne, Steve và Sarah. Mời các bạn theo dõi lại phim và điền vào chỗ trống trong đoạn trên.
mỗi chỗ trống chỉ điền một từ. Excuse me. Yes, mate. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. But it is him, isn't it? Please say it's him. Yeah, well, this does look like our day, though. I reckon it's him, love. Thank you. So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said, okay. He's usually pretty good. Do you know where it is? We'll go there straight away. Straight ahead? Yes. No, I left at the next light. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại và so sánh những từ mình đã điền được với đáp án của chương trình. He's not here. Give me the photo, I'll ask. Excuse me. Yes, mate. We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. I don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. But it is him, isn't it? Please say it's him.